Ok, hello chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Công Giả Vlog Cuộc Sống Châu Phi. Đấy thì hiện tại bây giờ là đã chiều đấy các bạn. Bây giờ là 5 giờ chiều. Là hiện tại anh em mình đang có mặt tại nhà thầy hiệu trưởng. Thì lúc trước là thầy có gọi cho mình bảo là chiều này là thầy bán dê. Nhờ mình đến là lấy cái số tiền đấy, bán dê được 10 con dê đấy các bạn. Đấy 10 con dê đấy là mình chỉ Văn Trần là đã hỗ trợ cho bác trong những cái thời gian mà bác đã chăm sóc. Thì bây giờ bác đổ bệnh thì là hỗ trợ cho thêm cho gia đình bác là 10 con. Thì mình cũng bảo thầy là bán đi. Thì hôm trước là thầy cũng có bảo là thầy là bận họp về ngoài trường học để gom góp ở phía ngoài kia các bạn, để mà gửi lên cho bác trường bản để chữa bệnh. Bây giờ là chiều nha các bạn, thì chiều muộn rồi. Bây giờ là anh em mình có mặt tại đây là em mung cái về là mình bảo là em ấy đã đi từ qua đây từ trưa để xem tình hình buôn bán bên này là như thế nào. Không biết là bán cho ai thì mình cũng không rõ. Chắc như là bán rồi anh ấy. Bán thì tâm lý tưởng nắm chơi chắc là thấy không bán rồi. Bán rồi, nói chung là anh em mình đến lấy tiền để về đến ngân hàng là gửi lên trong cái thẻ của mình ấy, để cho con của bác trưởng bản là dùng đấy số tiền này là để mà trang trải cái chi phí viện phí ở đến đấy. Thì mong sao là bệnh tình của bác là nhanh chóng thôi, chứ mà ở đến luôn đã lâu thì cũng tiền tốn rất là nhiều luôn. Bác lấy đồng cũng lâu ngay đấy hả? Gần tháng này anh còn là hơn ba, trong vòng là 3 tuần đâu. Ở tỉnh cái con đời cho lên mà lên thủ đô mà ở một tháng là mệt đấy. Đấy thì tiền là cũng đủ thứ tiền để phải chí mà. Thôi bây giờ anh em mình chỉ để đi vào đóng nha các bạn. Hay vâng chưa? Ồ đu ra đi. Thì em ra đây. Ta đấy là ở bên kia công anh Thạch ở bên kia. Cút lên xem sao? Không có ai nha. Không có ai, chắc có lẽ dễ kêu bên ngoài chắc có lẽ. À đây. Ừ giời, cả mông ơi. Ê! Khiếp quá. Anh quản lý ở đấy à? Đấy. Anh ở đây có mặt khắp mọi nơi vậy. Cô mày. Quản lý là mọi nơi mọi lúc. Qua la lên. Cô mày tiêu cho tôi đúng không? Ok, xin chào. Cô mày. Cô mày tiêu cho tôi, xin chào tôi bên đây. Sì, chegou o tempo. É para vender. Mandei o Mungueve chamar o pagante. E a sua pagante chegou. Assim estamos arrumar já. Anh quản lý ở đây có mặt khắp nơi luôn, chạy khắp nơi chứ mua. Quem te mandou para ver aqui? O irmão Mungueve que me chegou e ligou para mim. O tio João mandou chamar, tem um negócio de cabrito. E como também um negócio que tu vai precisar, digo não, tenho que ir lá. Eu sei. Esse agora tem mania muito isso. Tio João, compra, vende muito, cebola, qualquer coisa, compra tudo já. Para vender tudo, né? Sim. Não, assim está a vir bem. Já. Está a vir bem. Isso. Já, esse dois horas, você tem ligado para mim? Sim. Fala, eu chego aqui agora já, chamo de já 7 horas, eu penso você já está vendendo já. Não vendi. Sem a sua presença, não era impossível vender. Ah, é? Você tinha que apreciar o que eu vendo. Ah, é? Já aí coleta aí? Sim. Estão aí, mas estão até três ainda que estão aí dentro. Ok. Vamos tirar. Amara já. Các bạn này, đã lựa chọn những con dê lớn nhất các bạn này, những con dê con này, những con da đấy các bạn. Đấy, những con kiểu da đây là sẽ lựa chọn sẽ bán. Ủa tiêu chào, à giá tay có lẽ tôi đúng? Giá tôi có lẽ tôi đúng, số đã phát ra tres. Ok, mà nó thì gara ra. Ồ, có một thì mẹ tay aquí? Eu mẹ tay aquí porque lá como não está ninguém, então eu trouxe aqui ainda para poder apanhar e devolver mais tarde. Đấy hiện tại là dễ đi ăn vừa về, bác thầy bảo là sẽ nhốt ở đây tạm một đêm vì ở bên đấy là con cái của bác hôm nay cũng đi về dễ huyền cũng vậy là vợ của bác ấy, cho nên là không có ai trông coi thì là để về đấy để thầy trông coi. Thì lúc nào con của bác trưởng bản cháu ấy là chăn dê các bạn là về đấy sẽ đưa qua bên cái chuồng hôm kia. Có mày ăn ở đây hi sẻ đi mua khắp nơi các bạn, đi mua bán khắp nơi. Ô gì capitu es express quanto a deus? Sim, assim já se acertamos com o tio expresso. E o preço que nós acertamos com o tio João é de 35 mil, cada cabrito. 35, João? Sim, é 35, cada cabrito. Ah, não é barato? Pronto. É isso que está no mercado. Ah, é? É. A tio João já anda perguntar de preço? Sim. Ok. Andei perguntar no mercado. O preço é esse. Ah, hiện tại giá một con là 35.000, rồi tương đương vào khoảng tầm 1 triệu 2 Việt Nam nha con. Dễ chạy lung tung rồi. Ngư dễ. Tôi đủ đẹp đấy, tôi giàu đẹp đấy. Đẹp. Ok. Đấy là lựa chọn đã 10 con dê đấy bạn, 10 con dê để bán. Là một con 1 triệu 2 thì tương đương với là 10 con thì là được 12 triệu đấy bạn, được 12 triệu đồng. Cái số này là sẽ dành
tặng cho bác trưởng bản trong cái quá trình thời gian chăm sóc vừa qua. Đấy, bác rất là nỗ lực và phấn đấu và đưa cái đàn dê trưởng thành đến như ngày hôm nay. Thì cái phần quà này là cũng là lúc bác ốm đau đấy bạn, đấy nó để cho bác lại có thêm chi phí để mà trang trải chữa bệnh đấy bạn. Con này là bạn thấy lông đây, đấy da đây, hết lửa là bạn để những cái lửa mới để cho để mà chăn nuôi tiếp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tôi đủ hết đẹp đấy, tôi vô đẹp đấy, xong đẹp xin xong đẹp đấy. Yeah. Ok. Vamos vender, vamos te entregar y você deposita y via. Ah, tá bom. Yeah. Mas depois você tem que ligar para o filho dele. Sim. Sí. Tem que falar que esse capítulo é do grupo aqui. Sim, sí, senhor. Para fazer o sopa. É certo, é certo. Eu vou ligar nele. Sim. Para ele entender melhor. Ok. É, que eu vendi os cabritos e entreguei o dinheiro no filho Tony. Okay. E ele vai fazer o depósito. Sim, sim. Tá barulho esse já. Nhìn chú dê khuyến học đấy, bạn. Đấy. Thầy tích ra 10 con để bán và để gửi cái số tiền đấy cho bà trưởng bản bản làng Chi Lam Bù. Dạ, xin 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 30 ou 40 quilos? Esse 40, mais ou menos 40. É, 40 quilos. Con này khoảng tầm từ 35 đến 40 kg dê hơi các bạn. Như ở Việt Nam mình là một con này phải rơi khoảng tầm 6 7 triệu bạc hay 4 triệu. Ở Việt Nam đắt. Esse lá do Vietnam está? Mais caro aqui do Cabrito. Aí é mais, aqui é mais caro. O mais mais fica 200 mil. Ah, lá? 200 mil. Ok. Ele pesa do balança. Ah, ok. Vende de quilo, conjunto com pelo aí. Ok. Aí, mình cũng nói với thầy là ở Việt Nam là bán dê hơi, bán dê cắn, nhưng mà như bên đây là bán theo con đâu. Esse aqui nunca te vende uma coisa para de do balança, né? Não, não. Ok. Tá vendo, João? Então, como já chegou 10, vamos pôr na calha e assim vamos pagar já. Ok, obrigado. Ok. Então, Milônia... Ainda não paga dinheiro? Não, ainda não pagamos. Aqui vamos ter que nos pagar. Nos pagar num bom sítio. Uh-huh. Já. Nos pagar aqui na rua. Ok. Sim. Então entrar do casa, né? Sim, nós vamos entrar em casa. Ok, você vai já deixar o infeliz ali, vamos aí, deixar a tienda, tia, deixar a tienda, deixar a tienda. Já, esse aqui quando entrar lá, não pode do fanta do aquele... Sempre mete de água, né? Yeah. Não é? Já, o que mete água não pode faltar. Vamos entrar aqui já. Aí, bây giờ để vào trong chỗ nhà, trong nhà thầy. Hôm nay hơi hơi ồn ào về tiền nóng thì đi vào trong nhà thầy để mà thanh toán cho anh quản lý là thanh toán. Có mẹ đu trabalho bem, né? Đu si bola, sabe, né? Como era bem đu aquele do Portugal? Aquele do Portugal ainda liguei ontem. Vamos entrar. Ah, sim, 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 sim. Ok. Liga lá, mora, já tiro já. Sim. Ok. Você tem um lugar bonito, já? Oh, só. Já? Isso, lá, mora. Agora ficou a cidade. Isso, anh còn liga, mano, hey. Đi đâu một cặp này. Giờ bây giờ làm việc ngon rồi, có những cái, gọi là có những cái mối thương lại là bây giờ cũng rất là ổn định rồi. Faltou mais? Esse trabalho corre bem? Corre bem, vai buscar. Por acaso o trabalho está indo muito bem. Nhìn thấy giờ tự nhiên những người nhà đó các bạn. O tio João? Sim. Eu também sabe, você está vendo aquele 12 horas até agora? Não vendi porque eu estou à espera do pagante. O pagante chegou tarde. Ah, é? É. Demorou um bocado. Então só chegou essas horas. Por isso agora estamos nos atendendo também essa hora. Ok. Você comprou esse cabelo do nosso? Cabelo. Mas depois dá dinheiro do... Tipo, eu mandar você trazer aqui, não é? Não, mas também gostei muito. Negócio do Adu para mim? Está bem, ainda vamos ver no negócio, na verdade. Eu vou comprar aqui, depois vou ter que levar. Se vê que, na verdade, aumentou um bocado. Não tem problema, depois vamos... Não, negócio, você tira para mim, porque Munguevé é só um trabalhador do Adu minha. Sim, sim. Ele te trazer, você vem aqui, você tem que pagar o Adu nosso também. Partiu do Tizol, tem que pagar o nosso, um bocado de... De negócio. Assim, se eu me dar mais um bocado, assim quase não vou ter lucro. Tá bom assim. Tá. Sim, João, então, é hora já de pagar. Isso. Sim. Já vai ter dinheiro, mano. Aí lá, mano, dá, né, mano? Isso.
Está bom. Ah, sim, né? Ah, direto, tô vendo isso. Senta, senta, senta. Está bem, mas... Eu não sei. Um momento, só vou buscar o caderno para apontar tudo. Ah, thay lại, thay lại, cho nó ra. Agora muito dinheiro. Não, por acaso. O trabalho não é assim, porque se a pessoa fica sentada, nada que você faz, a pessoa tem que trabalhar. Gì mua hệ giờ là gì mua hệ từ rau củ quả đây là đến bây giờ đồng vật cùng bốn bản đó các bạn. Esidu capitu ora fuse levati mata corta 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 vi te boti vende do mercado o como assim? Assim vou daqui vou para a cidade, lá já tenho meus clientes, basta saber que o André trouxe um negócio mesmo dos cabelos, aí basta se eles se eu chegar lá na cidade, se eu mesmo lhes ligar, que já cheguei. Ele chegar, cada pessoa escolhe o que dele paga também. O importante é que eu também vou me referir. O dinheiro que eu deixei entrar no Tecada Cabrito. E também ver os lucros também que vão vir. Não vai matar para corta, tiver do carne? Não. Não, né? Não. Lá assim já vou encontrar muitos clientes. Se tirar dois cabritos, se tirar um, se tirar três. Để thế là bán xỉ luôn, bán gọi là bán cho khách mua từng con một đấy còn chứ không không phải là làm thịt ra đây là sống mới bán. Cái dạo này là cái gì xe. Mau. Giờ là cái gì cũng muốn cũng bán đấy các bạn. O Antonio foi comprar do cebola? O Antonio assim foi comprar cebola. À, giờ là chia cả anh Antonio đấy các bạn là hai người là hai công hai việc đấy chứ một mình anh quản lý được mọi hôm bây giờ là cùng. Ú trời. Ê, assim, tudo. É tudo, sim. Bora ver já, vou levar já. Não, chefe, não pode. Esse é meu, né? Não. Esse é meu. Não, chefe. Ei. Vou dar no tio João. Ghi cả bạn này, tiền gia đình mua về thương lại lúc nào phải có vốn, vốn lúc nào phải trương. Đấy. Ủa tui cho tiền cái về chi, phải không chứ kì? Esse é para melhor controle. Ah. Dos valores que vou receber. Sim. Para não me perder. Ah. O número, se me perder o número ou a quantidade, depois não tenho como justificar. Ok, bây giờ thầy đang ghi lại, thầy ghi lại toàn bộ, ghi lại cho rõ ràng, vì là cái này là của tập thể mà, chứ không phải là của cá nhân. Cho nên là cái gì cũng phải rõ ràng, rành mạch hết để mà mọi thứ được công khai. Đấy thì cái sổ giấy này là chị Vân Tân cũng đã đồng ý và cùng nói cho mình là anh em mình sẽ gửi tặng 10 con dê cho bác trưởng bản. Đấy, trong những cái năm tháng vừa qua là bác đã chăm sóc. Tá bem, tio João, então? Ok. Vamos conferir bem. Ixi, đếm tiền như kiểu chuyên nghiệp hơn này. Hôm nay là thương lại là đếm tiền rất là chuẩn nha các bạn. Hãy giờ bạn Lan Đan Lạt là có anh quản lý rồi anh Antonio, hai người cùng đi thấy nhau là buôn bán như thế. Nhưng chơi cũng ổn thôi, mua tất cả mọi thứ. Thì gọi là mua từ bé tới lớn các bạn, những cái gì mà có lời là mua về bán. Đấy, kiếm từ một cái mặt hàng là một ít tiền lời. Ixi. Tu João, depois dinheiro é se você... Ah, depois como assim, dinheiro? O dinheiro? O dinheiro vou te entregar. Para fazer... vou te entregar para fazer o depósito na sua conta. Ah. Já que ele tem muita caixa lá, para poder levantar. Ok. Mas tem que ligar lá. Liga do sopa lá, fala pro cabelo esse do bobo. Sim, vou ligar. Thầy đem um nhanh cả anh quản lý này. Thầy hiệu trưởng đem tiền còn nhanh cả hơn anh quản lý luôn các bạn. Quanto? Dinheiro? Muito rápido. Muito rápido assim para aí. Muito rápido, para acabar é rápido. Isso tem 100, né? Mais outro 100. Assim. Isso. Esse é para mim, né? Não, chefe. Vem bảo anh quản lý, đúng không? Anh quản lý một tí là trả cái tiền công các bạn, tiền co cõi. Giờ đi co. Ok, este é o 50. Este é o 50. Não é tudo esse aqui? Não. Ah? Esse não, chefe. Ok. Tá certo. Certo? Tá certo. Thầy đếm tiền nhanh ấy. Ý xe các bạn, tiền là bỏ hai lớp này. Ý xe. Vừa đi kinh doanh phải có vốn trường thì mới kinh doanh được các bạn. Nói chung là bây giờ như anh quản lý làm việc với này bên bản đan lạt đấy, bản nào cũng được như bản đan lạt thì anh em anh cũng đỡ khỏe rất là nhiều đấy các bạn.
Nhưng không phải à, bản nào cũng có một cái người như vậy đâu, hiếm lắm. Tá certo, tá completo. Agora vou entregar o frutoni. Ah, faz aqui. Para ir fazer depósito. Ah, não, eu vou comprar comida para comer. Não come. Não come. Esse dinheiro para comer é muito. Muito? É muito, já. Ah, então, que, quando o diretor para ir lá? Eu? Sim. É, primeiro vai depender desse depósito que vai fazer. Ah. Se ele receber os valores lá e comprar, eu vou ligar para saber se vou de novo para Luanda ou então ele vem. Mas depende, não é? A dinheiro de reunião da escola para arrumar dinheiro para te pedir. Do pai, mãe, do aluno, para ajudar do soba. Olha, a reunião da escola, sim. Um dinheiro apareceu. Sim. É, o dinheiro apareceu, mas ainda não se fez nada. Ah. Porque estava a planificar o que vai fazer com o dinheiro. Ah, é, yeah. Ok, tá bom. Sim. Aí, thầy cũng bảo là hiện tại đang quyên góp ở ngoài trường học thì được bao nhiêu thầy sẽ đưa cho mình để gửi. Nói chung là cái tiền giấy này mình sẽ gửi trực tiếp vào số tài khoản của mình luôn, là con của bác đấy này là nhận vào. Đấy. Để mà chữa bệnh, nếu mà hy vọng là với những cái mũi tiêm với số tiền đặt như vậy thì là mong rằng là bác trưởng bản là sẽ là nhanh chóng thôi bệnh cho bạn là để trở về với vợ con và gia đình. Sau này sẽ tiến hành chăm sóc thêm cái đàn dê để phát triển tương đối tốt nữa. Para quem recebe a assina? Tem que saber assinar. Quem assina? Você assina aqui o valor que te entreguei. Você tem que assinar aqui. Eu? Ah. Ih, các bạn ơi. Ih, bắt mình kỹ vào đấy. Người nhận nó phải kỹ vào. Ih, gì. Tá bom. Assim tá bom. Sim. Para depois nós tá com link, caro. Ok. Ok. Sim, senhor. Tá ok. Tá aí a borracha para amarrar. Ok. Aqui uma, esse é 100, né? Esse é meu. 100 mil, né? Yeah. 100, né? 200, né? Eu vou assim, meter assim. Cacheto 350, né? 350. Ok, đây là 350.000 nhưng mà là mình nhận của tư thầy hiệu trưởng. Đấy. Đấy, mình sẽ nhận là số tiền là 350.000 này từ thầy hiệu trưởng là để về trên thành phố là mình sẽ gửi vào ngân hàng, gửi vào cái thẻ của mình các bạn để cho con của bác trưởng bản ở trên kia là nhận được. Đấy là cái toàn bộ số tiền trích từ 10 con dê của quỹ khuyến học của bốn bản làng cũng như nhà hảo tâm chị Vân Trần là xin gửi tặng tới bác trưởng bản làng Chi Lam Bu là để có cái kinh phí các bạn để mà chữa bệnh trong cái thời gian tới, vì là số tiền hiện bày là những cái mũi tiêm của bác rất là cao, số tiền rất là cao. Aí se agora tem quanto bica aí? É, as picas que estão aí não consigo conferir. Anh hỏi thay đây tên số tiền này không biết tiêm được bao nhiêu mũi cho bác. Nosso tem graças a Deus, para Deus ajuda, tipo esse dinheiro acabou. Sim. O doente ele também. Ok, para não, reduzir. Dinheiro esse acabou, depois levanta mais. Não vai levantar mais. Eu acho que as minhas ligações que estou a ter com ele esses dias, ele já disse que está a brandar, já está a reduzir. Está a reduzir com esse valor aqui, vai no seu normal. Ah, é? É, ele vai recuperar. Mas depende, não é? É, também depende, porque depende do medicamento. Há medicamento que reage bem, há medicamento que faz subir a tensão ainda. Agora, para o cidade ou amanhã? Não, tenho que ir hoje, porque amanhã tenho muito serviço a fazer. E com aquele senhor já entramos, já se ligamos. Uh-huh. Com aquele senhor português. Ok. E também a cebola ainda não tiraram ainda, porque tem que tirar e se cortar. Porque já desta vez não vamos comprar mais cebola de folha. Vamos ter que meter na giráfia. Temos que cortar depois meter na giráfia assim. Então, não tem muito cobaro. Dijão, esse agora, aquele compra, vende, te chama aqui. Tipo o Anadai. Tipo o Anadai. Negociante. Ele compra e vende. É negociante, mas o termo em português é comerciante. Comerciante? É. Aí tem quem com ali, vai ter mãe de copo. Como? Comerciante. Comerciante? Sim. Aí comerciante e agora thương lái, né, các bạn? Thương lái. Como era vender, ela mua bán. Tá bom, vamos trabalhar. Sim. Tudo coisa ele compra, até cebola, senhora. Tá a vir bem. Eu gostei. Yeah. Tá a reagir bem. E vai ajudar a sociedade daquela área.
Ok. Essa esperança também é que o dia deixe tudo correr bem. Quase como a Carol já disse. Não fica mais a arrugar, mas você fica mesmo já com... Não, você não sabe conduzir. Ele não sabe morobiru conduzir assim. Como tudo se prende com o outro, também tenho que... Fanta, bué, fanta 10, 15 anos ainda. Agora tem que... Repelé tu aquele ainda aqui no barriga ainda. Tem que trabalhar na barriga, ainda crescer a barriga, depois só assim que vai comprar carro. Aí anh còn lại cũng được mơ này không sao đâu. Còn tiền là một cái xe là 1,25 tấn ấy, bằng cái chiếc cổ mà đi mua xe. Anh còn lâu, anh còn khoảng 10-15 năm nữa các bạn. Phan ta quan công cái carro này, 10 ou 15 anos. Pronto, João. Sim. Chegou a minha hora de despedir, mas além de ainda que não despedi ainda, quero perguntar sobre o documento de passaporte, como que se faz? Ok. O documento passaporte trata-se na DEFA. Sim. Na DEFA. É preciso ter 50 paus ali, 50 mil, para você tratar o mais rápido possível. Okay. É. Uhum. Porque senão, se dar segundo a dieta deles, vai levar mais 2 meses. 2 meses? É, vai levar mais 2 meses. É. Então só tinha que ser com o tio João que domina essa parte. Sim. Pra mim, eu nunca fiz essa parte aí. De conhecer o sítio, eu conheço as pessoas que lá trabalham, poderão me ajudar. Não, tipo, quando chegar lá, importante é trazer que lá para fazer passaporte. Tem dar uma declaração, também tem dar uma orientação para tirar as fotos rápidas. Tem o lugar onde se tiram essas fotos. Okay. Não é todas as clínicas têm essas fotos. Ah, tem onde se tira essas fotos e levar de novo lá e preencher um termo de compromisso. Okay. E depois de preencher isso, te dá o tempo que você vai consultar. Yeah. Passa alguns dias. É, passa alguns dias. Vai dizer que vem consultar dia X. Você quer se aquele livro do língua vietnamita, ontem eu tirei você, depois devolver do tio João, já? Tá bem, senhor. Vai copiar? Tá bem, tá bem. Vai também cùng nói với anh quản lý là trả lại cái quyền sách học tiếng Việt của thầy giáo còn vì hôm kia mình đã copy anh một quyền là mình cùng đứa hai quyền ngày đó bảo là một quyền trả. Sim. Vamos já. E é melhor. Quero vai mais a direito. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Ainda Vietnam está, como que eu posso dizer? Dentro do meu coração tem uma decoração do povo vietnamita. Uma decoração aqui. Brilhante. Aqui, né? Você abre do tio João, depois vai do vietnamita, já? Tá, eu também não vou deixar o tio João. Ele é como é que conheço lá, também tenho que estar próximo do tio João para me instruir como que posso fazer. Ok. Aí anh quản lý vừa cũng hỏi tại hiệu trưởng là cái thủ tục làm hộ chiếu đó bạn, để anh ấy đi làm, để là cuối năm nay thì mình sẽ đưa anh quản lý về Việt Nam một chuyến. Trước mắt là để tham quan và học hỏi, chủ yếu là cái học hỏi cái cách buôn bán của những cái thương lái ở Việt Nam. Sau này khi nào mình về Việt Nam thì mình sẽ nhờ tất cả mọi người là về những cái chỗ nào để gọi là tất cả mọi miền đấy, mọi miền của đất nước Việt Nam chứ không phải là mỗi miền Trung miền Bắc đâu, cái miền Trung miền Bắc miền Nam đi hết, để cho anh quản lý là học hỏi thêm để về là hỗ trợ được người dân bản được nhiều hơn. Vì vậy cái đầu óc của anh quản lý đến đây thì anh em mình là sẽ là không chọn nhầm người đấy, một người rất là thông minh đấy, giờ mới có cái cơ hội phát triển. Dạ tao bông tiêu dầu áo là ra đi ăn nói gì ra ta được chưa? Bây giờ cũng là gần 6 giờ tối đấy các bạn, gần 18 giờ tối rồi, bây giờ anh em mình cũng xin phép để về thôi, muộn rồi. Dạ anh tao sẽ tụi đi nghe rồi, em vui lên vào depositar là tiêu cho liga số bà kê, aquele do số bà. Tá bem, para faça isso por favor, para ele poder comprar medicamento. Sim, tá bem. Não tem problema, já fica tarde. Sim. Não vi já. Ok, obrigado. Agora agora foi, né? Sim, eu estava tarde, ok, obrigado, sim. Obrigado, sim. Isso, obrigado, sim. Ok, tá bem, já. Bom regresso para vocês. Obrigado. Isso aí, obrigado. Isso aí, obrigado. Isso aí, à, bây giờ là mình kể cao nguyên thổ tiên này các bạn là 350.000 quan giạt này, là mình trẻ về là gửi lên ngân hàng là mình sẽ gửi vào cái số tài khoản của mình, là để cho con của bác trưởng bản ở trên này là sẽ là rút cái số tiền này để mà chữa bệnh cho bác các bạn. Dạ anh tao cô ra vay carica chưa? Ô à giá thắc carica đấy, ở đấy thì em đang đi với em muốn cái ve là đã bỏ dế lên đến này rồi. Thì hiện tại là con cháu của cô của vợ bác trưởng bản ấy đang đi về dế bên ngoài, cho nên là bây giờ ở đấy là dễ gửi tạm thầy hiệu trưởng đấy, sáng mai là thầy sẽ là
Đưa sang bên kia. Tu já está muito tarde. Sim, sim. Chegou a minha hora. A minha marcha daqui até na cidade é muito distante. Está bem. Você já está a despedir. Ok. Tu já como já tem um número, toda hora é só ligar. Obrigado. Agradeci bastante. Muito obrigado. Você me ajudou muito. Está bem, está bem. Senão não, não teria cliente para pagar isso. Está bem. Mas gostei tanto. Obrigado. Porque você entendeu a minha preocupação e pagou segundo o meu pedido. Obrigado. Ok, tá bom. Então agora vai já, não fica tarde já. Tá bem, sim. Já? Tá bem, já deixa em quản lý về. Já, tu João. Então tu do cabelo tu acreve já do cabelo para ti já vi ficar quando, vende quando. Esse são de oferecer. Sim, sim. Esse tem acreve, esse para oferecer do soba. Certo. Não é isso para vender depois dinheiro levar do escola para comprar cabelo, esse não é ainda não. Não. Tem acreve vai embora depois quando reunião, depois não complicaram. Sim, esse já está apontado. Estão no caderno, que essa foi uma oferta que deram no Soba. Ah. É para poder tratar a sua saúde. Ok. Lá, sim, tem, yeah. Tudo tem certo. Agora o que resta, vamos conferir, vamos apontar também. Ok, bạn thì ngày hôm nay là theo hiệu trưởng là bạn 10 con dê. Đây là cái số dê quỷ khuyến học của bốn bản làng. Chị Văn Trần cũng đã nhờ mình là nói là để cho các bác trưởng tăng cho bác trưởng bản làng chỉ làm bù 10 con. Thì ngày hôm nay là bán là toàn bộ số tiền là mình đã cầm đây rồi. Toàn bộ số tiền là một con là 35.000. Bản tranh quản lý tổng tất cả 10 con là có 350.000. Và số tiền này sẽ gửi đến cho con của bác hiện tại đang cầm thẻ của mình ở đến kia. Thì để rút tiền để mà tiếp tục để cho bác điều trị. Thì mong sao là bệnh tật của bác ngày càng thuyên giảm để về với gia đình và vợ con nha bạn. Thì video của mình hôm nay cũng xin phép kết thúc tại đây. Các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy cho anh em mình một like, chia sẻ video và đăng ký kênh Công Giáo Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi để ủng hộ anh em chúng tôi có thêm động lực giúp đỡ những người dân nghèo khổ và làm miền núi Châu Phi nha các bạn. Chào các bạn. Viva. Chúc cà phê sao nhá. Con 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 já. Tá certo. Easy. Dạ, bỏ bia cho em nhé. Thì tất cả mọi thứ bốn bạn từ trên xuống dưới 25 hết tất cả các bạn. Nói chung là lời cái mỗi thứ mỗi đóng ra thật có thành nhiều đấy các bạn. Dạ. Ok. Obrigado, obrigado. Dạ, tudo bom. Obrigado. Vamos ver. Boa vida. Já tá bem. Faça isso. Tá de hora, tá de hora. Sim, senhor. Já tá. Boa viagem, já. Faz hoje depois, não esquece. A não vai morar? É, tem que se dar bocado de tal. Ok, sim, senhora. Aí, já. Vamos embora lá bocado. Daí, já. Grise. A chave, já. Vamos, 1, 2, 3, allá? 1, 2, 3. 1, 2, 3, ui, já serve, gente. Grise, vem pra, tchau, já. Já, tchau. Ừ, anh còn lấy chảy chế với bạn này các bạn, xong rồi đấy. Rồi cái số tiền này sẽ để về chuyển lên cho bạn trưởng bản nha các bạn. Dạ, tiếp theo, tudo coi já. Sim, eu vou observar. Bota já tudo isso já. Tá bem, tá bem. Não tem problema com a coisa, tem liga pra mim. Está bem. Já. Tem que ligar o sopa quando o dinheiro acabou.